Quỳnh giáo chủ khai đạo độ dân tại xã Hoàng Hảo, lòng rất ngưỡng mộ, song chưa có dịp nào diện kiến. Hôm nọ khoảng tháng 6 năm Mậu Dậu 1945, được tin Đức giáo chủ đi khuyến nông về đến Long Xuyên, ông mừng rỡ liền chuẩn bị viết một bài thi tứ tuyệt, xem đi xem lại kỹ lưỡng rồi đến Long Xuyên chờ đón trước. Giờ may mắn đã đến, ông chánh được nghe suốt thời thuyết giảng đạo lý của Đức Thầy, lòng không ngớt thán phục. Ông theo Đức Thầy về đến chỗ nghỉ, song vì bận giải quyết nhiều công việc giáo sự nên phải đợi đến lúc Đức Thầy dùng cơm, ông chánh mới đưa được bài thi hỏi ngài. Mặc dầu đang dùng bữa, nhưng Đức Thầy cũng vui vẻ tiếp lấy và đưa lên xem. Xem xong, ngài lập tức đáp lại bài thơ bằng cách ứng khẩu, ngâm lên cho một tín đồ chép, rồi ngài tiếp tục dùng cơm như thường. Đây là bài thi của ông cai tổng chánh. Dư đạo từ lâu kinh nhiệm màu, để lòng tâm đạo biết nơi đâu. Dưới đây là bài thi đáp quả của Đức Thầy. Kinh nhẹm lòng nhân ấy mới mầu, đức là đạo cả chớ nơi đâu. Duyên lành sẵn có ơn trên quá, bồi đắp lòng nhân đức lại sâu. Nam mô A Di Đà Phật. Phật theo lời ban trị sự tỉnh Long Xuyên. Phụ bạc, tìm hiểu bài thi của ông chánh qua câu 1, nhận thấy lòng ông đã sùng ngưỡng đạo Phật từ lâu, nhưng chỉ gìn giữ và giấu nhẹm trong tâm tư, chớ chưa bày tỏ cùng ai. Câu 2, tuy ông chánh đã dốc tâm suy tìm đạo lý, nhưng chưa thấu đạt đâu là yếu lý của đạo. Câu 3, nay ông nhận nơi Đức Thầy là bậc từ bi giác ngộ, nên xin ngài mở lòng bác ái khai hóa cho. Câu 4, thêm một lần nữa, ông chánh tha thiết mong cầu Đức Thầy chỉ dạy cho những lý thâm sâu trong đạo pháp. Nội dung bài thi giải đáp của Đức Thầy qua câu 1, ngài cho ông chánh biết bước đầu của người tầm đạo là phải khởi lòng nhân đối với vạn loài chúng sanh. Lòng nhân ấy cần xuất phát từ tâm chân thật, không cần ẩn ý mong cầu tiếng khen hay phúc báo. Câu 2, ngài dạy thấu triệt chánh đạo cần phải tu đức, bởi đạo rất rộng lớn, bao trùm cả vũ trụ vạn hữu, nhưng không ngoài bản tâm thanh tịnh. Còn đức cũng chẳng phải ngoài tâm mà có được. Trong đạo Phật quá nên quyền bí, chỗ tâm thần tọa vị nơi thân. Song muốn tu đức phải có lòng từ bi bình đẳng, không dị ngã tham lam, không câu chấp thiên lệnh, lìa cả có không động tịnh. Đối với vạn cảnh vạn pháp, lòng như như bất động, bây giờ hành giả mới đạt được vô vi chánh đạo. Vô vi chánh đạo, hỡi người ơi. Câu 3, Đức Thầy nói rõ cho ông chánh biết, nhờ sẵn có duyên lành với đạo pháp từ trước, nên nay ông mới được Phật Thầy khai hóa cho. Câu 4, ngài nhắc nhở ông chánh, nếu muốn cho sự tu hành được kết quả như ý, thì bắt nguồn từ lòng nhân ái, lo tu bồi thêm lên mãi mãi, cho cây đức lành được luôn tươi nhuận và tăng trưởng, làm cho muôn loài vạn vật đều được gọi nhuận ân huệ,
ấy là được chứng đạt cái chân lý thâm quyền của đạo đức. Xuyên qua lời hỏi của ông chánh và lời đáp quả của đức thầy, chúng ta phải công nhận đây là một bài học quý giá, không riêng ông chánh mà còn có ý dạy chung cho tất cả những ai tu hành muốn đạt nơi cứu cánh của đạo Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 34, bài toán đố. Khoảng đầu mùa thu năm Ất Dậu 1945, tức sau khi chấm dứt cuộc đi khuyến nông, đức thầy trở về văn phòng tại đường Mít Sài Gòn. Khi đó ông xã bộ ở Châu Đốc đến viếng đức thầy còn lưu lại thời gian. Một hôm vào khoảng 10 giờ buổi mai, ông bộ và ông thầy Kiện Dậu đang tiếp xúc với ba người khách ở miền Bắc, người có học thức, và lúc đó cũng có mặt một số tín hữu tại phòng khách. Trong câu chuyện đàm đạo, quý ông có đưa ra hai câu giảng: lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Để tìm hiểu ý nghĩa, lúc đang bàn luận, bỗng đức thầy từ trên đầu đi xuống và hỏi: các ông bàn luận gì đó? Ông xã bộ liền đứng dậy thưa: chúng tôi đang tìm ý nghĩa hai câu giảng lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, mà đức thầy đã viết trong Giác Mê Tâm Kệ. Được vậy tốt lắm, sẵn dịp này tôi đố các ông: hai lần hai là mấy? Bạch thầy, hai lần hai là bốn. Không phải vậy, đó là các ông tính theo kiểu chương, em học trò tính cũng được. Ở đây là bài toán đố mà, các ông hãy tính kỹ lại đi. Nói xong, đức thầy bước thẳng ra các chậu kiển phía trước, còn ông bộ và những người có mặt tại đó ngồi bóp trán bàn tính mãi cũng không ra đáp số. Độ 15 phút, đức thầy trở vào hỏi: sao, các ông tính được chưa? Các ông đồng đứng lên nói: bạch thầy, chúng tôi tính chưa được. Như vậy để tôi ra thay cho, hai lần hai là ba, nhớ là ba chứ không phải là bốn nghe. Đây là bài toán đố chứ không phải tính theo kiểu chương, các ông hãy tính nữa đi. Nói rồi đức thầy đi luôn lên lầu. Mọi người đều ngồi lặng thinh tiếp tục suy tính. Độ 10 phút sau, ngài trở xuống hỏi: nãy giờ các ông tính ra chưa? Các ông đều đứng lên đồng nói: thưa thầy, chúng tôi suy tính mãi không ra, nhờ thầy giải thích giùm. Đức thầy vui vẻ bảo: có khó gì đâu, đây các ông hãy nhìn theo tôi. Đoạn ngài cầm một miếng giấy nhỏ đưa lên, vừa xé hai vừa nói: một lần hai. Rồi ngài để một nửa mảnh giấy xuống bàn, còn lại nửa mảnh ngài cũng đưa lên, vừa xé hai vừa nói: hai lần hai là ba. Rồi ngài để hết hai mảnh giấy xuống bàn và nói tiếp: đó, các ông xem kỹ coi có phải hai lần hai là ba không, chứ đâu phải là bốn. Tôi đố mẹo mà. Mọi người có mặt đều reo cười tán thán, thuật theo lời ông xã bộ. Lại một lần nữa, lúc đức thầy ở miền Đông năm 1946, hôm ấy nhằm lúc rảnh việc, các tín hữu cùng một số anh em thuộc nhóm Bình Xuyên, họ hợp nhau tại văn phòng để bàn luận về sấm kinh. Câu chuyện đạo đức đang thấm nhuần vào tâm trí mỗi người thì có một anh đưa ra hai câu giảng: lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ. Rồi nói: chúng ta thử bàn xem bài toán đố đức thầy đề cập trong hai câu giảng này ra sao. Tất cả đều đồng ý, mỗi người bắt đầu suy tính tới lui trên 10 phút đồng hồ. Kẻ bàn thế này, người bàn thế khác, nhưng chẳng có ý nào được toàn thể công nhận. Cuộc biện giải đang xôn xao, mai đầu đức thầy vừa đi tới, ngài liền hỏi: các anh em bàn luận vấn đề gì mà nghe sôi nổi thế? Một người trong bọn đứng lên nói: bạch thầy, chúng tôi đang suy luận bài toán đố trong hai câu giảng,
Lời truyền sấm như bài toán đố, ai biết tầm thì đặng hưởng nhờ, đó là bài toán gì? Đức thầy liền cười vui và nói: Tôi cho các anh em biết một phần, rồi mỗi người tự sắp mà làm nghe. Đây là một bài toán cộng gồm 8 con số 8. Anh em sắp làm sao mà cộng cho được 1.000 là trúng. Nói xong, ngài bước sang gian phòng khác. Nghe qua nhiều người chạy đi lấy giấy viết, có người vẽ cây ngồi xuống, vẽ trên mặt đất cho mau. Ai nấy đều sắp số và tính lia lịa. Thời gian 20 phút, hết sắp chiều này, rồi sắp trở chiều khác, lộn tới lộn lui đủ cách, nhưng chẳng người nào không đủ số 1.000. Bây giờ, kẻ ngồi cắn bút, người đi tới đi lui suy nghĩ. Sau đó, Đức Thầy từ phòng bên kia bước lại hỏi: Nãy giờ có ai tính được trình bày xem? Mọi người đồng nói: Thưa, sắp cách nào cũng cộng không đúng hết thầy. Chúng tôi xin chịu thua, nhờ thầy sắp hộ cho. Đức Thầy liền đi lại tấm bảng đen để sẵn tại góc phòng. Tất cả đều im lặng và hướng mắt theo. Ngài cầm phấn viết nhanh trên bảng một bài toán cộng như dưới đây: Hàng đơn vị 5 con số 8, hàng chục 2 con số 8, hàng trăm 1 con số 8, cộng lại là 1.000. Liền đó, một tràng pháo tay vang dội, hòa với tiếng cười, tiếng ca ngợi kéo dài cả phút đồng hồ. Đợi các tiếng ấy chấm dứt, Đức Thầy giải thích: Đây mới là phần sự của bài toán đố thôi. Còn về phần lý của nó, trong tôn chỉ hành đạo, tôi có viết 8 điều răn cấm. Nếu tín đồ nào gìn giữ kỹ lưỡng, không hề quấy phạm, dầu việc rất nhỏ, tất được 1.000 việc phước nhân. 1.000 việc phước nhân ấy, nó có dữ năng đưa mình đến dự hội Long Hoa và sống đời thượng nguyên thánh đức. Nghe xong, mọi người có mặt trong hội trường đều im lặng, phản tỉnh tâm tư, hầu để ghi nhớ lời giáo huấn ấy. Thấy không còn ai hỏi nữa, Đức Thầy ung dung trở lại phòng, thuật theo lời ông Văn Phú: Phụ bạc, đọc qua một cốt truyện, trong hai trường hợp vừa kể trên, chúng ta có thể rút được một bài học kinh nghiệm như sau. Một, toán đố là một pháp toán đố mẹo. Học trò muốn làm được, ít ra phải có thầy giáo chỉ dạy phương pháp rành mạch, và người học trò cũng cần lãnh hội chính xác. Học toán đố còn khó như vậy, thì học kinh sấm của Đức Giáo Chủ lại còn khó hơn gấp bội. Nếu người tu không quan tâm và cố gắng, thì mong gì thấu đạt. Hai, câu giảng lời truyền sấm như bài toán đố là Đức Thầy ví dụ sự học hiểu lời truyền sấm khó khăn cũng như sự học là toán đố mà các ông ấy hiểu lầm. Cứ lo tìm bài toán chứ không chịu tìm hiểu kinh sấm. Tuy nhiên, Đức Thầy cũng chiều theo tánh hiếu kỳ của các ông ấy, ngài mới dùng phương tiện đưa ra hai bài toán đố. Khi mọi người làm không được, ngài mới hướng dẫn họ trở về với điểm thiết yếu là tìm hiểu sấm kinh và giữ gìn giới luật. Bởi người tu có chuyên chú nghĩ suy từ nét dấu mới hiểu nghĩa và làm theo đắc đạo. Ba, vấn đề trì giới là điểm tối quan trọng của nhà tu, nên Đức Thầy khéo áp dụng phương tiện đưa ra bài toán cộng có 8 con số 8 để ám chỉ cho 8 điều răn cấm, gồm có sự lãnh lý khiến cho tín đồ tăng trưởng đức tin nơi sự trì giới như ngài đã hằng dạy. Cần nhất là ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, giới luật ví như hai bờ lề trên con lộ. Nếu người lái xe để vượt khỏi bờ lề thì xe bị lật, người chết. Nhà tu nếu không trì hành giới luật, tai họa cũng như thế. 8 điều răn cấm trong giáo lý Phật giáo Hoàn Hảo tuy thế giản dị, nhưng nó gồm nhiếp tam tụ giới trong kinh Phạm Vọng Bồ Tát giới. Nếu ai giữ gìn trọn vẹn 8 điều răn cấm nói trên, tất được trọn lành trọn sáng, mà thành đạo tại thế gian hoặc giảng sanh cực lạc. Hai quả vị giải thoát ấy đã thành đạt,
thì sự có mặt hội Long Hoa và sống đời thượng nguyên sẽ thừa sức bảo đảm. Kinh Phật xưa há chẳng dạy: giới minh như nhật nguyệt, diệt như ánh lạc châu, di trần bồ tát chúng do thị thành chánh giác. Giới sáng như mặt nhật mặt nguyệt, và cũng như hạt châu ánh lạc, chư bồ tát đông như số di trần đều nhờ trì giới mà thành bậc chánh giác. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 35, chết không mất. Ông Dương Văn Xoàn, người ta thường gọi là ông Hai Xoàn, ở Dàm Nam, xã Mỹ Hội Đông, quận Chợ Mới, An Giang. Bình nhật ông có lòng hào hiệp, hay giúp đỡ người cô thế. Đến lúc quy y với đức thầy, ông Hai rất nhiệt tình lo đạo, thường mang sấm kinh đến nơi nào chưa có mà ấn tống và khuyến khích tu hiền. Thuở ấy năm 1940-1944, nhà cầm quyền pháp tại quận Chợ Mới ruồng bắt những người hoạt động cho đạo, tra tấn và đài ra côn đảo. Dầu vậy, ông Hai chẳng hề lui bước. Hôm nọ, ông thấy bốn người bị trói ngồi trên chiếc xe lôi đang đậu phía trên chợ Mỹ Hội Đông. Động lòng nghĩa hiệp, ông liền bước đến hỏi thăm duyên cớ. Các người ấy trả lời: chúng tôi vì gia đình nghèo quá, không đủ tiền đóng thuế thân, nên bị lính bắt giải lên quận. Ông hỏi: lính đi đâu hết rồi? Họ và anh chạy xe đang uống nước trong tiệm nước thành chợ. Nhanh như cắt, ông Hai nhảy lại mở hết dây trói và bảo bốn người trốn lẻ đi. Bốn anh y lờ chạy thoát hết, còn ông Hai lập tức về nhà soạn quần áo và gói 200 miếng vải đi luôn vô vùng Rạch Giá phát giảng khuyên người tu. Hai tháng sau ông mới trở về mặt Cần Dương nương ngủ. Khi bọn lính uống nước xong trở ra, thấy bốn người tội đâu mất, chúng chia nhau lục soát cùng xóm nhưng không gặp. Sau chúng tìm biết do ông Hai giải tỏa bốn người ấy, bèn báo cáo nội vụ lên quận. Từ lâu họ dự tính bắt ông Hai vì ông đang hoạt động đạo đức. Nay lại được tin nói trên, họ liền ra lệnh truy nã ông. Lính tới nhà ông bao đón mấy phen nhưng không gặp. Sau đó chúng biết nơi ẩn trú, liền đến bao bắt được ông. Chúng đánh đập, tra tấn một cách tàn nhẫn. Cuối cùng chúng đài ông ra côn đảo một lượt với ông xã Hay ở Kiến An, và sau ông Hai chết luôn tại đây. Hôm ấy nhằm ngày 29 tháng 9 năm 1944. Đến tháng 6 năm Ất Dậu năm 1945, đức thầy đi khuyến nông về tới xã Mỹ Hội Đông. Trước khi lên diễn đàn, ngài đến tận gia đình ông Hai để thăm, và ngài kêu hết vợ con ông ra hỏi. Từ ngày ông Hai bị đài côn đảo và mất tới giờ sự sống ra sao? Người con gái thứ hai đại diện gia đình trả lời: bạch thầy, chúng con làm ăn có khi đủ, cũng có khi thiếu. Đức thầy ngỏ lời an ủi và khuyến tấn: ông Hai chết không mất đâu, các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ độ cho từ đây làm ăn khá giả, và tới ngày lập hội sẽ được gặp lại ông Hai. Thật đúng như lời, từ độ ấy đến nay, bốn người con gái của ông Hai người nào cũng làm ăn giàu có hết. Thuật theo lời ban trị sự xã Mỹ Hội Đông: phụ bà, nghe qua câu chuyện trên chắc ai cũng bùi ngùi cảm động. Giữa lúc người Pháp dùng chánh sách bạo tàn chèn ép các đạo giáo, nhất là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng ông Hai vẫn cương quyết làm tròn bổn phận của người tín đồ đối với Tam Bảo, thật là một tấm gương đáng kính. Lại nữa, sống dưới thời Pháp thuộc, hàng năm mỗi nam công dân từ 8 tuổi trở lên đều phải đóng thuế thân là 4 đồng 6, so với giá lúa hiện thời là 3 cắt 1 dạ, thì phải tốn trên 15 dạ lúa mới đủ tiền đóng 1 đồng thuế. Những gia đình nghèo, vợ con nheo nhóc lo chạy hàng bữa thì làm sao có đủ tiền đóng thuế. Vậy mà những kẻ thân Pháp
chẳng rủ lòng thương, họ nỡ bắt trói đồng bào mình, hành hạ đủ cách. Vì hận bọn xâm lăng, vì nghĩa đồng bào cốt nhục, nên ông Hai giải tỏa cho bốn người ấy. Với một người vì đạo, vì dân, xem gia đình và thể xác là thường như ông Hai, nên Đức Thầy đã đến tận nơi thăm viếng và an ủi gia đình. Ông Hai chết không mất đâu, và đến ngày lập hội sẽ được gặp lại ông Hai. Một câu nói vừa xoa dịu vết thương lòng, vừa những niềm tin trên đường tu học cho gia đình ông Hai. Tam giáo đều công nhận trong mỗi người có hai phần, xác thể và linh hồn. Khi chết xác thể bị mất, linh hồn vẫn còn mãi mãi. Xác tuy mất, hồn thiên chẳng mất. Ví như cái nhà và ông chủ nhà, khi cái nhà này hư thì ông chủ nhà đi ra lo cất lại cái nhà khác, rồi cái khác nữa. Trường hợp ông Hai đây là đặc biệt. Tuy xác thịt ông bị mất, song danh nghĩa của ông vẫn sống muôn đời và linh hồn được dự hội long hoa. Dội gót theo thầy nương Phật cành, vui dậy xem hồi hỏi long quan. Điều này Đức Thầy có lần khuyên ông Tham Tá Ngà: kìa hỡi ai giữ phận cho tròn, sao huynh đệ có ngày hòa hiệp. Và ngài cũng dạy cô Hai Gương: đến hồi trăm quan còn hiện được, thì ra xác thịt có cần đâu. Khuyên con nghĩ càng đừng ưu lự, mượn chức quyền cơ giải mạch sầu. Riêng về phần vợ con ông Hai, Đức Thầy khéo dẫn từ đức tin tới nhân quả. Các cô đừng buồn, hãy ráng lo tu hành, làm lành làm phải, thầy sẽ đổ cho từ đây trở đi làm ăn khá giả. Lời an ủi của Đức Thầy tuy thấy đơn giản, song nó có hiệu lực làm cho gia đình ông Hai tan hết sự ưu sầu lo lắng và đặt trọn niềm tin nơi Tam Bảo, vừa sốt sắng lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Nhờ đó các con của ông Hai hiện giờ đều được phúc báo, trở nên giàu có bền chí tu hành. Hễ nhân toàn thiện thì quả cũng sẽ do đó mà được toàn thiện vậy. Còn việc sum họp gia đình tại hội Long Hoa thì còn đợi thời gian và sự tiến tu của các người con. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 36, gìn giới luật. Vốn sẵn lòng từ bi và có trách nhiệm cứu nguy dân tộc, Đức Thầy không thể lặng nhìn cảnh đồng bào miền Bắc đang bị giặc đói hoành hành, nên ngài đứng ra cổ vũ đồng bào miền Nam chung sức gạo tiền để chở ra cứu trợ miền Bắc. Mặt khác, ngài kêu gọi toàn dân tăng gia sản xuất, bởi muốn cứu khỏi tai nạn của nước no già dài là trước đầu tiên. Cuộc hành trình này mệnh danh là khuyến nông, kéo dài từ ngày 1 tháng 5 đến cuối tháng 6 năm Ất Dậu 1945. Đức Thầy khởi hành từ Sài Gòn rồi đi khắp châu thổ vùng đồng bằng sông Cửu Long, miền Tây Nam Việt, và đăng đàn thuyết giảng 107 nơi. Mỗi nơi số người dự nghe ngoài sức tưởng tượng. Vào ngày 6 tháng 6, ngài thuyết giảng tại xã Mỹ Hội Đông. Từ lúc được tin này, ai ai cũng chuẩn bị, chỉ để một người có nhà, còn bao nhiêu đều đi dự thính. Có nhiều gia đình đóng cửa bỏ đó, người nhà đồng kéo đi hết. Nhưng khi trở về
chẳng có một nhà nào bị mất đồ đạc. Trong số đó có gia đình của cô 3 tuổi là một. Cho nên số người dự thính nơi đây, ngoài các tín hữu đã quy y theo đạo từ năm 1939, còn có đủ mặt đồng bào các giới. Hôm đó, ngoài việc khuyến nông, Đức Thầy còn khuyến tu và đề cập đến giới luật thật nhiều. Ngài giảng giải rành rẽ về 8 điều răn cấm và đọc đi đọc lại 3 lượt. Mỗi lần đọc dứt 8 điều răn cấm thì Ngài kêu hỏi: tất cả bổn đạo và bà con hiện có mặt hôm nay, nếu ai bằng lòng gìn giữ theo đây, hãy đưa tay lên. Bây giờ mọi người đồng đưa tay. Qua 3 lần như vậy, Ngài dừng lại nửa phút rồi nói tiếp: sau này Thầy sẽ vắng mặt một thời gian, rồi Thầy sẽ trở về với nguyên xác cũ. Tất cả bổn đạo hãy nhìn Thầy cho kỹ, kẻo sau này bị lầm những kẻ giả trá. Thuật theo lời cô Ba Phạm Thị Tuổi: phụ bà, nếu xưa cổ đức đã bảo tam thế Phật pháp giới duy căn bản, bản chi bất tu đạo diễn hồ ta, thì nay Đức Quỳnh giáo chủ cũng dạy cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Đúng vậy, giới luật là điều căn bản của các hạng tu hành, không luận kẻ xuất gia hay cư sĩ, thiện tín hay tăng ni. Tuy có kẻ thọ giới nhiều, người thọ giới ít, chung quy là mỗi người đều phải giữ giới. Chính nó là hàng rào để ngăn chặn các điều tội lỗi. Một nhà tu nếu không giữ gìn giới luật thì khó mong hết lỗi. Mà tội lỗi chưa hết thì thử hỏi con đường đạo đi đến đâu. Cho nên tại vị trí nói trên, Đức Thầy giảng đi giảng lại 8 điều răn cấm 3 lần. Đó là Ngài muốn cho tín đồ nhận định chính xác để gắn công trì giới. Ngài xét biết đối với làn sóng dân vật hiện nay, người tu rất dễ vi phạm giới luật. Mà nếu luật giới không gìn thì chẳng những quả đạo không đạt được, lại còn lúng phí một kiếp tu hành, khó mong gặp lại cơ hội. Kỳ xa tối nay còn một lúc, sao chẳng tu đặng có hưởng nhân. Phương chi yếu điểm của nhà tu là cần đạt huệ. Mà muốn có trí huệ, trước tiên phải giữ giới. Nhân giới mới sanh định, và nhân định mới phát huệ. Tức là nhờ có giới định huệ mà chứng thành Phật quả. Trong sấm kinh, Đức Thầy luôn chỉ dạy: nếu ai mà biết chữ tu trì, tâm bình tĩnh được thì phát cứ huệ. Hoặc dình giới cấm sửa tâm ô tạp niệm Phật thì phải dẹp lòng ta. Dạ không. Đồ thời gian, rồi Thầy sẽ trở về nguyên xác cũ. Trường hợp này, Ngài cũng có nói với ông Ngô Thành Bá trong việc giếng núi Tà Lơ: ngày sau Thầy phải xa cách bổn đạo một thời gian. Trong thời gian ấy, tín đồ phải chịu đau khổ và không một ai biết Thầy ở nơi nào. Từ độ ấy đến nay, qua bao lần phát nạn, đủ chứng minh một cách rõ ràng cho lời tiên tri nói trên.
Vậy trên đường tu, dầu gặp nhiều đau khổ, ta không nên bi quan chùn bước, vì đây chỉ là định luật. Đời cùng đạo, bi quan ly hiệp, vậy thôi. Dạ. Thời gian kiếm kẻ thánh ngữ tài, ra đời phải chịu ít tươi ngày gian nan. Cổ kim nghiêm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Chỉ e nhiều người kém đức tin và thiếu lòng kiên nhẫn, rồi dùng chân thối bước. Vậy ta hãy nhận xét loài quạ tuy nhỏ bé nhưng cũng bắt được cây cầu đá tại sông Ngân cho ngư lan chức nữ trùng phục. Huống chi một đấng giác ngộ như nước thầy có lý nào chẳng hoàn thành sứ mạng hay sao? Vậy mỗi tín đồ nên lo tròn bổn phận, chớ đừng lo ngài không trở lại và nhiệm vụ không thành công như ngài đã thốt. Mạng sợ sông Ngân cầu lỗi nhịp, lo chi ô thương chẳng sống cầu. Và ngài còn hứa hẹn với các tín đồ: ít lâu ta cùng trở về, khuyên cùng bồn đào chớ hề. Còn điểm chót đức thầy căn dặn: rồi thầy sẽ trở về với nguyên sắc cũ. Tất cả bổn đạo nên nhìn thầy cho kỹ, kẻo sau này bị lầm những kẻ giả trá. Câu này đức thầy cũng có nói với nhiều người, như cô Cò ở Sài Gòn và ông Nguyễn Phước Còn ở Long Kiến. Bởi đón biết sau này có 3.600 manh mối tà đạo ra đời, tam thiên lục bá khắp tràn hải dân. Thừa lúc đức thầy vắng mặt, bọn chúng giả xưng là ngài mượn xác hoặc bày ra mưu này trước nọ, gạt gẫm các tín đồ nhẹ dạ thiếu trí mê tín theo, làm điều sằng bậy mà hư hỏng cuộc đời, lầm tà đạo nhân hư bất dụng. Nên ngài hằng khuyên: đừng ba và để tăng lòng tin mọi người, ngài hứa hẹn một cách chắc chắn. Càng qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức chờ ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài xem rực rỡ, quảng cầu đến đó ấm cùng. Cùng mày nói bốn biển một chắc thôi, bỏ dứt thói hư với tật tội, trên có Phật trời đến mẫu chuyện 37 muốn diệt mê si. Diệt mê si phải nương thuyền giang, muốn diệt làm chánh trực khôn ngoan. Lời của đức thầy:
càng về đông tiết trời càng thêm lạnh, nhưng lòng người mộ đạo dường như chẳng thấy lạnh. Phải chăng gì nôn nóng việc đạo đức, bởi Phật pháp rộng sâu như rừng như bể, mà người mới bước vào ngưỡng cửa hẳn nhiên còn biết bao cái chưa hiểu, bao điều nghi ngờ thắc mắc, cần phải tìm tòi nghe học. Do đó lúc Đức Thầy mới khai đạo tại tổ đình thánh địa Hòa Hảo, hằng ngày người ta thường tới lui tấp nập, hoặc nhờ trị bệnh xin thuốc thỉnh giấy vàng, hoặc để nghe ngài thuyết giảng đạo lý hay chép kinh giảng về nhà tu học. Cũng đồng tâm trạng nói trên, ông Đặng Thành Tựu, người ở xã Kiến An, khi được quy y với Đức Thầy, ông để tâm suy tầm giáo lý, thấy có nhiều điều tự mình không thể quyết nghi, nên hôm nọ vào khoảng cuối mùa đông năm Kỷ Mão 1939, ông Tựu có đến tổ đình. Đợi lúc vắng khách, ông mới bước lại gần Đức Thầy thưa hỏi: Bạch Đức Thầy, trong kinh Phật có giải tam độc là tham sân si, theo trí cạn hẹp của tôi hiểu là muốn trừ tánh tham thì tôi đừng ham muốn vật nào hết là được, cũng như muốn trừ sân thì tôi đừng nóng giận chút nào nữa, dầu việc nghịch ý lớn hay nhỏ. Còn cái si mê này tôi không biết phải làm sao mà diệt nó, nhờ Đức Thầy từ bi chỉ dạy. Đức Thầy tươi cười bảo: Muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Nghe vậy, ông Tựu muốn hỏi thêm, nhưng lúc ấy có các bệnh nhân đau nặng, người nhà vừa chở đến, Đức Thầy liền sang qua chữa trị cho họ, nên ông không hỏi được. Thực theo lời ông Đặng Thành Tựu: Phụ bà, muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Câu Đức Thầy giải đáp cho ông Đặng Thành Tựu xét ra, nó bao hàm một ý nghĩa vừa sâu vừa rộng. Bởi mê si là chúng sanh, là nguồn gốc sanh tử, còn giác là Phật quả, là mục đích giải thoát. Song con đường từ chúng sanh đi đến quả Phật chẳng phải dễ dàng, vì cái tâm mê mờ không nhận rõ chân lý sẵn có từ hồi vô thị. Từ đó chúng sanh cứ dệt thêm nhiều lớp mê, tạo thêm nhiều nghiệp tội, rồi sanh tử, tử sanh mãi mãi trong sáu cõi phàm, chưa bao giờ dừng lại. Giờ đây muốn chặn đứng sự luân hồi thống khổ ấy, nhà tu cần diệt ngay cái gốc mê si, mà muốn diệt trừ nó hãy bỏ mê về giác, tức là phải có lòng tự giác. Cho nên Đức Thầy mới dạy ông Tự, muốn diệt mê si tâm mình phải giác. Vậy làm sao cho ta có lòng tự giác? Y cứ vào kinh giảng của Phật của Thầy, có thể phân ra làm hai phương cách để thay đổi mê si trở thành tâm giác ngộ. Cách thứ nhất, với bậc hạ căn hạ trí, trước nhất hành giả phải quy thuận theo tinh thần đạo đức, và phải nương thuyền giác, tức là phải nương về giáo lý kệ kinh sấm giảng. Bởi giáo lý là ánh sáng của ngọn đèn chân lý, ví như ngón tay để chỉ mặt trăng, như chiếc thuyền để đưa người đến bờ bên kia giải thoát. Nhờ có tu học giáo lý và kiên trì giới luật, thân tâm hành giả lần lần thanh tịnh, huệ nhập hiện bài, thấy biết mọi việc mọi cảnh một cách sáng tỏ đúng theo chân lý ấy là tự giác. Từ đó sẽ tiến lần đến chỗ giác ngộ Phật quả. Cách thứ hai, với bậc thượng căn thượng trí, tức là đã tiến hóa, đã tu học giáo lý từ nhiều kiếp trước, hành giả tự mình tỉnh ngộ, xét biết những hành động ngôn ngữ và tư tưởng tà quấy sai lầm, mê mờ ô nhiễm mà diệt trừ tức khắc, gọi là giác sát. Và khi trừ sạch các điều ấy gọi là giác hiểu, được trọn vẹn hai phần đó gọi là tự giác. Song có tự giác không chưa đủ, vì đây mới vào hàng thinh văn mà thôi, nên cần tiến đến giác tha, nghĩa là phải làm cho nhiều người khác tỉnh ngộ, thấy biết không làm như mình để bước lên hàng duyên giác và bồ tát, rồi cứ thế mà thi hành mãi cho đến khi giác hạnh viên mãn, hạnh nguyện tròn đầy. Tới đây hành giả đạt được mục đích tối thượng nhất thừa, gọi là Phật quả hay Như Lai. Đại khái chỉ có tám chữ: muốn diệt mê si, tâm mình phải giác. Thật nói diệu màu vô hạn, dầu có bao nhiêu văn từ lý lẽ cũng không làm sao luận bàn hết cho được. Nam mô A Di Đà Phật. Mẫu chuyện thứ 38.
y theo tôn chỉ. Đạo là vốn thiệt cái đàng, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Vào ngày mùng 6 tháng Giêng năm Canh Thìn 1940, Đức Thầy có dắt ông Ngô Thành Bá, tức Biện Đài, đi giếng núi Tà Lơ, một ngọn núi vừa cao vừa rộng, nằm trên địa phận Campuchia, tỉnh Cần Giờ. Trên đường về, thầy trò không trở lại lối cũ, Đức Thầy lại dắt ông Bá đi đường rừng, tức là những nơi chưa hề có một ai đi tới. Do đó mà đường xá hiểm trở, thật khó đi. Đức Thầy phải ra sức dẹp đường, cầm cây đánh dẹp gai gốc, có chỗ phải khòm lưng, có nơi phải bò qua mới được. Lắm lúc phải theo đường tượng đi, khi vượt lên đỉnh, lúc đổ xuống triền, hết núi này sang núi nọ. Hôm nọ Đức Thầy dẫn ông Bá leo lên ngọn núi cao hơn hết, trên chót đỉnh bằng phẳng, ít cây mọc. Đây là một cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, có suối nước chảy chậm chậm và trong như mắt mèo. Dưới đáy có cát trắng, mực nước sâu chừng một thước. Đức Thầy đi trước lội ngang qua. Ông Bá đi sau, thấy có cây ngã nằm dắt ngang qua suối, nên ông đi trên thân cây mà qua. Đức Thầy nhìn lại, thấy liền kêu ông Bá mà rầy: sao không lội dưới nước theo thầy? Ông Bá thưa: bách thầy, cây ngã ngang qua đi sướng quá, lội làm chi cho ước mình. Đức Thầy nghiêm nghị bảo: thầy đi đàng nào, trò phải đi đàng ấy. Cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Với lời răn dạy trên đây, thời gian sau ông Bá mới hội ý được là Đức Thầy muốn dạy ông một cách gián tiếp: hễ quy y thì khá làm y. Nghĩa là nếu thầy chịu gian lao cực khổ để giải thoát giống nòi và nhân loại, thì đệ tử cũng phải chịu cực khổ gian lao vì mục đích ấy, chớ không được tìm nơi sung sướng an nhàn mà học đạo, thuật theo lời ông Ngô Thành Bá. Phụ bàn: thời xưa lúc Đức Thích Ca chưa thành đạo, ngài đã chuyển kiếp vô lượng lần và tu học vô lượng pháp môn. Khi chứng quả Như Lai, ấy mới vừa đắc đạo hoàn toàn và lần bước phô trương độ chúng. Đức Phật nêu lên mục đích giải thoát và khai sáng một lối đi tôn chỉ với nhiều phương tiện cho hàng Phật tử y cứ vào đó mà tiến hành, hầu đạt kết quả như ngài. Thời nay Đức Quỳnh Giáo Chủ cũng thế, trước khi khai hóa nhân sanh, ngài đã chuyển kiếp qua nhiều nước trong thế giới. Sau khi thu thập những điều đạo học, kinh nghiệm huyền thâm và tu hành giác ngộ, ngài mới vâng lệnh Đức Phật lâm phàm khai sáng Phật giáo Hòa Hảo. Ta thừa dưng sắc lệnh Thế Tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Ngài cũng tùy phong hóa dân sanh phù hợp mà khai dọn con đường tôn chỉ học Phật tu nhân, để đưa nhân loại đến tận bờ giải thoát. Trong giáo lý Phật giáo Hòa Hảo, tuy ngài áp dụng nhiều phương tiện pháp môn, ví như người đi đường có các loại xe và người đi sông có các loại thuyền, nhưng dầu dùng phương tiện nào cũng phải tiến hành theo một lối đi đó mới đạt được mục đích, bởi nó là một con đường đi trúng thì sống, bước trật tất chết. Điều này đã ghi rõ trong tôn chỉ hành đạo. Song vì ngài biết sau này sẽ có thiểu số tín đồ hành đạo sai lạc tôn chỉ, nên không ngớt khuyên nhắc, mà câu chuyện ngài dạy ông Bá trên đây là một điểm thứ nhất. Thấy rằng lúc giếng núi Tà Lơn, Đức Thầy không hướng dẫn ông Bá trở về đường cũ, mà lại dắt ông đi trên con đường gai trong hiểm trở. Đó là ngài muốn cho ông Bá hiểu ý rằng từ đây ông không còn đi xuôi theo con đường luân hồi như bao chúng sanh khác, mà phải đi theo con đường mới, tức là con đường đạo giải thoát của Phật Thánh đã và đang tiến hành. Xong bước hành đạo còn phải trải qua nhiều khó khăn thử thách, đường gai gốc thiên sơn vạn hải.
đòi hỏi hành giả cần có đủ đức tin và bền lòng kiên trí mới đạt thành ý nguyện. Tín nữ thiện nam nhìn mũi đạo, giàu cho lăn lóc ra kiên trinh. Điểm thứ gì? Khi đức thầy dắt ông bá đến mé suối, chẳng phải thầy không thấy cây ngã dắt ngang qua suối, mà ngài cũng đoán biết ông bá đi xa sẽ đi trên thân cây đó mà qua. Xong ngài muốn mượn cảnh ấy để dạy tín đồ một bài học, làm cho ông bá phải ghi nhớ mãi mãi. Nên ngài lội nước qua trước, chờ khi ông bá đi trên thân cây, ngài mới quay lại rầy ông. Thầy đi đàn nào, trò phải đi đàn ấy. Cấm trò từ đây không được đi như vậy nữa. Đây là ngài dẫn sự để bài lý. Người sau như chúng ta càng suy nghĩ càng thấm thía. Một nhà tu như đức thầy đã đạt đến chỗ toàn giác toàn minh, trở lại hướng dẫn tín đồ. Đạo là vốn thiệt cái đàn, ta ra sức dò cho toàn chúng sanh. Nếu chúng sanh không đi trúng con đường tôn chỉ của ngài đã dạy, thì không gì gặp lại ngài, đừng nói chi đến kết quả. Ai mà ta dạy chẳng dình, thì sao đừng trách mất tình yêu đương. Con đường ngài đã dạy ấy chính là tôn chỉ học Phật tu nhân, mà mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo đều phải thiệt thi trọn vẹn cả hai mặt. Mặt tu nhân ngài đã dạy: hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Và thân hành đạo đắng cay ráng chịu phận làm người, phải liệu cho xong. Cần chi gà hỏi diễn dông, làm người chưa vẹn khó hồng thành thôi. Bởi có tu nhân mới trả xong nợ thế, sử trọn nghĩa ân và kết quả vô lượng phước đức. Và có học Phật mới có giấc mê bài giác, trí huệ phát khai và giải thoát luân hồi sanh tử. Mặt học Phật tức là tu Phật, thì đức thầy dạy toàn thể tín đồ hằng nguyện: nay con nguyện cải hối ăn năn, làm lành đánh dữ, quy y theo mấy ngài, tu hiền theo Phật đạo. Hay là: thờ Phật đạo tỉnh cơn ác mộng, thoát mê đồ thường phóng quang minh, để tiến tới niết bàn tịch tịnh là đường vô sanh. Hay là: về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, ấy là ngài ban thưởng công tu. Song muốn đạt đến địa vị ấy, hành giả phải lập thân cõi trần, tức là phải tu nhân như đức thầy hằng dạy. Bạc trinh giữ lấy nghĩa nhân, muốn về cõi Phật lập thân cõi trần. Hoặc là tu đàn nở thấy cho rồi, thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Tóm lại, mỗi tín đồ Phật giáo hòa hảo có tiến hành theo tôn chỉ học Phật tu nhân của đức thầy đã khai dọn, tức là hai phương diện đạo nhân và đạo Phật phải thiệt thi một lượt, sau này mới mong kiến diện ngài và chứng thành đạo quả như ngài thường căn dặn. Chúng sanh ráng nhớ thì gần cùng ta. Và giảng kinh đọc tụng chiều mai.
Ngược lại, nếu ai không tiến hành đúng theo tôn chỉ của Đức Thầy đã dạy và con đường của Ngài đã đi, Thầy đi đàng nào, trò phải đi đàng ấy, thì chẳng những luống công tu hành trong một kiếp mà còn lạc lối theo ngoại đạo, trong gì gặp mặt tổ thầy mà hằng mong tất quả. Nam mô A Di Đà Phật. Tiếp theo đến mẫu chuyện 39, một buổi khuyến nông. Vào những năm 1944-1945, cuộc thế chiến thứ hai càng lúc càng trở nên ác liệt do hai phe phát xít và đồng minh gây ra. Bây giờ kinh tế nước ta bị phong tỏa, hàng hóa không nhập cảng được, trở nên khan hiếm đắt đỏ. Ngược lại, lúa gạo không xuất cảng nặng nên bị mất giá. Trong lúc đồng bào miền Bắc chịu cảnh đói khổ, thì ở Sài Gòn, người Pháp dùng lúa thế cho than chụm các nhà máy điện. Vì giá lúa quá rẻ, nông dân bắt đầu bỏ ruộng qua tìm nghề khác sanh sống. Mà nguyên nhân cũng tại vì Tây Di bài kế phá hoại nền kinh tế nước ta, làm cho điên đảo sang hàng, làm cho để cứu vãn tình thế, người Nhật yêu cầu Đức Thầy đi khuyến nông khắp vùng châu thổ sông Cửu Long. Bởi họ biết Ngài có ảnh hưởng lớn đối với đồng bào trong các tỉnh miền Tây Nam Việt. Vì có nhiệm vụ thiêng liêng đối với dân tộc, Đức Thầy thừa cơ hội ấy nhận lời đi khuyến nông, để vừa khuyến khích nông dân nỗ lực cấy cày, vừa củng cố hàng ngũ Phật giáo hoàn hảo. Cuộc khuyến nông kéo dài suốt 2 tháng, từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm Ất Dậu 1945 mới xong, gồm có 107 vị trí. Mỗi vị trí số người giữ nghe hàng 5-7 ngàn, nên phần nhiều các nơi tổ chức tại sân vận động. Vào ngày 4 tháng 6 năm Ất Dậu, Đức Thầy thuyết giảng tại sân vận động xã Mỹ Luông. 2 giờ chiều hôm ấy, tôi đã có mặt tại vị trí, lòng nôn nao trong ngóng vì bấy lâu chưa gặp Đức Thầy lần nào. Mặc dầu tôi đã quy y từ 4 năm trước, mà nay là ngày thỏa mãn nhất. Nhất là tôi sắp đặng trực tiếp nghe lời khuyến giáo của Ngài. Khoảng 3 giờ chiều, trời đang nắng nực, bỗng mây đen phủ tới, ai ai đều tản mát tìm nhà ẩn trú. Rồi một đám mưa thật lớn như cầm tỉnh đổ. Qua 4 giờ mưa tạnh, màn trời trở nên trong lành, người ta trở lại sân vận động. Từ hai bên đường xuống bến tàu, nơi nào cũng đông nghẹt, không thể đếm lường con số. Dầu vậy, nhưng chẳng hề nghe một tiếng động hay một tiếng nói chuyện lớn, tất cả đều trong tư thế trang nghiêm chờ đó. Từ thuyền mái, Đức Thầy bước lên, vừa đi vừa chào đáp mọi người, cho đến khi bước lên diễn đàn. Ngài xây mặt bốn phía chào đón đồng bào bằng cách hai bàn tay nắm chặt vào nhau, đầu hơi cúi. Đoạn Ngài cất tiếng nói, giọng Ngài nghe thanh ấm như chuông đồng. Tôi ngồi cách rất xa vẫn nghe được rõ ràng. Lời lẽ của đấng từ bi tuôn ra như suối đổ, mà sức nhớ của kẻ phàm phu này có hạn, nên nơi đây tôi chỉ sơ lược những gì còn nhớ rõ mà thôi. Đức Thầy bắt đầu thuật lại cảnh đói miền Bắc. Có nhiều làng dân chúng chết, chỉ còn lại thưa thớt, hết lúa, khoai, rau cỏ và thịt các gia súc, người ta hái tới lá cây mà ăn. Phái đoàn cứu trợ nhìn hai bên đường, thấy vườn tược cây cối đều sơ rơ còi cọc. Tại một đống rơm, trên 10 người nằm chết chung quanh, miệng còn ngậm dài cọng rơm. Cũng có nhiều người đi chưa tới đống rơm đã ngã chết dọc theo đường. Thậm chí người ta còn ăn cả da dài, da dép, nằm la liệt hai bên đường. Một cảnh rùng rợn hơn, tại gốc vườn nọ, 5-7 người ngồi chung quanh một cái nồi lớn đang đun sôi, bốc hơi nghi ngút. Đó không phải là nồi cháo rau chi cả,
mà chính là thịt người, do các đứa trẻ, cha mẹ chết hết, không ai đùm bọc, bị những người ấy bắt làm thịt nấu ăn. Ngài còn kể lại một thảm kịch vô cùng bi đát, là sau hè một cái nhà nhỏ, bà mẹ đang chôn sống đứa con 6 tuổi. Bởi bà thấy mình sắp chết, nếu để con ở lại, người ta cũng bắt làm thịt mà ăn, nên bà định chôn con trước, rồi chết theo sau. Xong vì sức quá yếu, bà chỉ đào được một cái lỗ sâu chừng 3-4 tấc, rồi những đứa bé xuống, lắp đất lên. Đôi mắt bà đẫm lệ như đứt từng đoạn ruột. Đứa bé biết mẹ chôn sống mình nên kêu khóc với mẹ: "Mẹ ơi, con còn sống đây mẹ, sao mẹ nỡ chôn con?" Bà mẹ vừa đùa đất xuống vừa than khóc: "Mẹ thương con, mẹ mới chôn con." Đứa bé cố ngoi lên và kêu khóc lần nữa: "Mẹ ơi, con còn sống đây mẹ." Bà mẹ cũng lặp lại mấy tiếng: "Mẹ thương con, mẹ mới chôn con." Rồi từ đó người ta chỉ còn nghe hai tiếng đứt quãng: "Mẹ ơi, con ơi." Cho đến khi dứt hẳn, bà mẹ ngã gục bên đứa con, rồi mẹ con cùng chết. Nghe đức thầy thuật đến đây, tự dưng nước mắt tôi trào ra. Dù là trong lứa tuổi 19 của hàng nam tử, chưa lần nào bị xúc động như thế. Tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh, thấy ai nấy cũng đều gục mặt, lấy khăn chậm nước mắt. Có nhiều bà, nhiều cô khóc ra tiếng. Bỗng nghe tiếng đức thầy kêu lớn lên 3 tiếng: "Đói, đói, đói." Mọi người đều giật mình im lặng và hướng về diễn đàn. Đức thầy liền cất giọng: "Hỡi đồng bào, hỡi đồng bào, thần chết đã tràn vào Trung Bắc." Tiếng này nghe vừa vang rền cao vút, vừa thanh ấm thâm trầm, thật là khó tả. Cả mấy ngàn người đều im phăng phắc để lắng nghe từng tiếng. Ngài vừa đọc vừa thuyết giảng hết bài khuyến nông, rồi Ngài kêu gọi đồng bào hãy xây lưng đoàn kết, nỗ lực cấy cày, và nhắc đến câu: "Ai ơi, đừng bỏ ruộng hoang, bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu." Ngài còn khuyến tấn mỗi người trong bổn đạo phải tuyệt đối thi hành hai phương diện: hãy cần kiệm sốt sắng lo làm ăn, và lo tu hiền chân chất. Kế đó, Ngài đọc bài đính chánh để khuyến cáo đồng bào hãy cảnh giác, đừng để bị lầm những lý thuyết du dơ, những mối manh mê tín không đúng chân lý của đạo Phật. Suốt 2 tiếng đồng hồ, đức thầy càng nói, tiếng Ngài càng lớn và thanh ấm, lưu loát, chẳng hề lạc giọng. Trên đường về, ai nấy đều trầm trồ thán phục và tiếc uổng vì không làm sao nhớ cho hết lời thuyết giảng của Ngài. Thuật theo lời của Thiện Tâm. Phụ bà, quay lại cuồng phim buổi khuyến nông của đức thầy tại xã Mỹ Luân, các tín hữu từ 50 tuổi trở lên chắc ai cũng có tham dự, hoặc còn nhớ ít nhiều lời lẽ trong những nơi khuyến nông khác. Tuy câu chuyện cách nay gần 40 năm, nhưng với hình dáng giọng điệu và lời lẽ của đức thầy hình như hiện ra trước mặt kẻ cầm bút. Là một nền đạo xuất phát từ dân tộc Tín với chủ trương đời đạo liên quan, nhập thế cứu đời. Cái hành đạo đúng theo ý nghĩa xác thực của nó là làm thế nào phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thực tế bằng mọi biện pháp để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là sự thỏa mãn trong đời hành đạo của mình. Do đó, đức thầy và tín đồ đều có trách nhiệm thiêng liêng cứu nguy dân nước. Nên trước nạn đói khổ miền Bắc, Ngài đứng ra kêu gọi: "Cá kêu điện chỗ khu năm, đứng lên đừng để ruộng đồng bỏ khoang, muốn cứu khỏi ta